thuyết Quán Phật Tam Muội Hại Kinh, quyển 8. Phẩm 7. Quán Mã Vương Tàng. Đức Phật bảo A Nan rằng: Chúng sinh đời vị lai phải quán tướng Mã Âm Tàng của Đức Như Lai ra sao? Tướng Mã Âm Tàng là khi ta ở nhà, Yayudà La và 500 thị nữ đều nghĩ rằng ta tự sinh ra đời. Có nhiều những việc đặc biệt kỳ lạ, chưa có một việc đối với ta có sự nghi ngờ. Trong chúng thệ nữ có một thệ nữ tên là Tu Mạng Na liền bạch với Thái tử Phi rằng: Thái tử là thần nhân, kinh Tỳ Đà, Vệ Đà nói, nếu có thể chất thần nhân thì tánh thanh tịnh, do phạm hạnh nên thân căn đầy đặn. Thái tử giống như người phạm hạnh nạp phi đã lâu, các thệ nữ ấy phụng sự trải qua nhiều năm, chẳng thấy được thân căn, huống là có sự đời. Là có một người con gái tên là Tịnh Ý bạch rằng: Thưa đại gia, con phụng sự thái tử trải qua 18 năm, chưa từng thấy thái tử có hoạn nạn về tiện lợi, ý nói bệnh về thân căn, huống là có các dục. Bây giờ các cô gái, mỗi người đều nói khác nhau, đều cho thái tử không thể là người nam. 3 ngày nằm ngủ, thái tử đều nghe các cô gái muốn thấy tướng Mã Âm Tàng của thái tử. Lúc đó thái tử do năng lực thệ nguyện nên ứng cho các cô gái. Quần áo bên trong thân từ từ chuyển phát, khiến cho họ thấy ánh sáng thân màu vàng rực rỡ. Rồi 2 gối tạm mở ra, họ đều nhìn thấy thánh thể đầy đặn như vầng trăng tròn, có ánh sáng màu vàng giống như vầng mặt trời. Các cô gái hoan hỷ nói rằng: Như thần nhân này thật đáng kính yêu, nhưng đối với chúng ta thì thế tình dứt tuyệt. Nói lời đó xong, họ buồn khóc nước mắt như mưa. Lúc ấy thái tử ở chỗ căn này xuất hiện hoa sen trắng, màu hoa ấy trắng hồng, trên một dưới hai, 3 bông hoa liền nhau. Các cô gái thấy rồi lại nói với nhau rằng: Như thần nhân này có tướng hoa sen thì làm gì có tham nhiễm. Nói lời đó xong, họ nghẹn lời chẳng thể nói nữa. Lúc đó trong hoa bỗng có thân căn như hình dạng của đồng tử. Các cô gái thấy rồi lại nói với nhau rằng: Thái tử hiện hiện việc đặc biệt kỳ lạ, bỗng nhiên có thân căn. Như vậy thân căn lớn dần dần như hình dạng của bậc trượng phu. Các cô gái thấy căn này đầy đặn rồi, tâm ý vô cùng vui mừng. Khi tướng này hiện, mẹ của La Hầu La thấy thân căn đó, từng hoa tiếp theo nhau như đồ trang sức quý báu của cõi trời. Trên mỗi hoa có vô số Bồ Tát thân lớn, tay cầm hoa trắng vây quanh thân căn, hiện rồi lại biến mất như vầng mặt trời trước đó. Đây gọi là tướng Mã Âm Tàng của Bồ Tát Như Lai. Nay đã thành đạo Bồ Đề, là đầy đủ thân nam tử của bậc đại trượng phu, lẽ sẽ vì ông hiển hiện tướng nam. Đức Phật bảo A Nan rằng: Khi ông chưa xuất gia, phu nhân Ma Thâu La có một người nhũ mẫu tên là Đầu Mâu Bà đã nuôi dưỡng vua đó trải qua 15 năm. Khi nhà vua đã trưởng thành, bà chắp tay quỳ gối cầu xin rằng: Tâu đại vương, tôi tuy thấp hèn, nhưng đã nuôi nấng đại vương cần cù trải nhiều năm, chỉ xin đại vương ban cho một nguyện. Nhà vua bạch rằng: Nhũ mẫu muốn cầu điều gì? Nhũ mẫu liền tâu rằng: Ở trong cung như một trời công đức, tất cả không thiếu thốn, chỉ có một việc khiếm khuyết, đó là sự hạnh phúc và tình cảm của người nữ. Nhà vua bạch rằng: Thưa nhũ mẫu, tôi sẽ gả nhũ mẫu cho một vị đại thần, kết nghĩa vợ chồng. Nhũ mẫu chẳng chịu, bạch rằng: Tâu đại vương, người cao quý nhiều việc, chẳng phải là sự ưa thích của tôi. Nguyện xin nhà vua ra lệnh cho tất cả con trai trong nước, từ 15 tuổi trở lên, 30 tuổi trở lại đều phải theo tôi. Nếu người có khả năng đến thì tôi cho người đó một đồng tiền vàng lớn. Người hình dung xấu xí thì sẽ cho đồng tiền bạc. Vị quốc vương đó báo ân người nhũ mẫu, tạo dựng một ngôi lầu cao rồi truyền lệnh khắp trong nước, lệnh cho các nam tử theo sở nguyện nêu trên đều đến tập hợp. Trải qua nhiều năm, nhũ mẫu già yếu, chưa tập các cô gái, có đến 500 cô. Mỗi cô gái lại mua các tỳ nữ với đủ thứ trang sức, số tròn 8.000. Vị quốc vương kia bị bệnh nặng, bị bệnh băng hà. Thái tử kế vị, có vị bề tôi trí tuệ bạch rằng: Đức Tiên Vương vì báo ân nên buông lỏng bà lão này, khiến cho đất nước của vua có thêm thôn dâm nữ.
làm tổn nhục quốc thể, thật sự chẳng nhỏ. Để họ ở đây làm gì? Nên tức thời đuổi đi chỗ khác. Bạch xong, ông ra ngoài thiêu đốt ngôi lầu cao, xua đuổi bọn con gái. Bọn họ sợ hãi đi đến nước Xá Vệ. Đến nơi, ở tại ngã tư đường, chúng tạo dựng nhà chứa, tác quá như trước. Xá Vệ là nước lớn, người đông. Họ kéo đến nhà những dâm nữ qua một đêm, nộp 200 tiền vàng. Nước ấy có ông trưởng giả tên là Như Lưu Đạt, tích chứa của cải hàng trăm ức. Ông trưởng giả có người con tên là Hoa Đức. Anh em hắn ba người đều là những du đảng vô độ, giành nhau chạy đến dâm xá. Đầu tiên mỗi người đều nộp 15 tiền vàng. Ngày ngày đêm đêm, chúng thường nộp tiền vàng hơn gấp bội người thường. Trải qua một tháng mà một kho hết vàng. Ông trưởng giả cho chúng đi xem xét các kho, thấy một kho rộng không, hỏi người giữ kho, vàng trong kho này ở đâu? Người quản lý kho bạch rằng, các con của đại gia ngày ngày đem vàng đến nhà dâm nữ, nếu chẳng bắt dừng lại thì vàng sẽ hết. Ông trưởng giả nghe rồi, đấm ngực gào khóc to rằng, ôi, tặc tử phá gia cư của ta. Rồi ông cầm gậy lớn đánh vào đầu mẹ đứa con. Bà mẹ gào khóc rằng, ô hô, tặc tử, sinh con vô ích, trộm hết kho vàng. Cha không giáo huấn khuôn phép, vốn chẳng dạy bảo nghiêm thì đánh đập làm gì. Ông trưởng giả giận dữ gào khóc đi đến chỗ vua, vỗ bụng trước vua mà bạch rằng, thưa đại vương, trong nước hoang loạn, các nữ la sát của nước Ma Thâu La đến ở trong thành này, phá hại gia nghiệp của con. Nhà vua nói với trưởng giả rằng, người giàu có rất lớn mà kho vàng còn hết, huống là kẻ phàm hạ khác, chẳng khôn đốn sao? Ông trưởng giả bạch vua rằng, nguyện xin đại vương mau chóng giết kẻ. Nhà vua bảo ông trưởng giả rằng, ta thọ giới của Phật, con kiến còn chẳng làm tổn thương, huống là muốn giết người. Ông trưởng giả nghe lời này, giơ tay vỗ đầu mà bạch rằng, tâu đại vương, thần nghe làm vua giết hại người ác vì nước diệt trừ hoạn nạn đâu có tội gì. Ngày nay đại vương làm bạn với người ác, giả sử các dâm nữ hoạn loạn chánh pháp, nước nhà tan hoang, dân chúng bần cùng, thế giới còn đâu? Nhà vua bảo ông trưởng giả rằng, Đức Như Lai ra đời đều phục được tất cả. Ương quật ma la, chiên đàn la, khí hư, quỷ vương đại lực, la sát hôi hôi hôi. Tất cả đều đã được thuần hóa. Nay đang đi đến chỗ Đức Phật thưa trình việc này. Ngươi có thể chịu nhịn một chút, an ủi bề tôi rồi. Vua ngồi xe do voi lớn kéo, cùng các tùy tùng đi đến tinh xá Kỳ Hoàng, đảnh lễ Phật, nhảy quanh Đức Phật ba vòng, chắp tay quỳ gối, bạch rằng. Bạch Thế Tôn, các dâm nữ của nước Ma Thâu La nay đã đến vùng này mê hoặc các thiếu niên, nguyện xin Đức Phật hóa độ cho họ. Đức Phật bảo rằng, này đại vương, sau 7 ngày nữa đã, Phật tự biết điều đó. Vua Ba Tư Nặc lễ Phật lui về, Đức Phật bảo tôn giả Đại Ca Diếp rằng, ông hãy đến nhà ông trưởng giả Tu Đạt nói rằng, này đàn việt, sau đây 7 ngày, Đức Phật đi đến đại hội luận nghị hóa độ các dâm nữ. Ông Tu Đạt nghe rồi vui mừng hớn hở, bày biện phẩm vật cúng dường. Ông làm đài hoa bằng 7 báu cao 11 trượng, đặt chỗ ngồi của Đức Phật trên các lọng báu bằng lụa 5 màu, lấy nước thơm tưới đất. Ngày ấy đã đến, nhà vua đánh trống vàng, ra lệnh cho các luận nghị sư trong nước đều đến đại hội luận nghị. Trưởng giả Tu Đạt thỉnh các tỳ kheo đi Ưu Bà Tắc Ưu Bà Chi, tất cả đều tập hợp để thiết lễ cúng dường. Sáng ngày hẹn đã đến, nhà vua cùng mọi người đi đến đại hội luận nghị. Trưởng giả Như Lưu Đạt sai Chiên Đà La kêu các dâm nữ. Ông trưởng giả Tu Đạt cũng bạch Đức Phật là thời gian đã đến. Lúc đó Đức Như Lai bảo 1.250 vị tỳ kheo rằng, này các tỳ kheo, các ông hãy tùy theo định ý của mình mà hiện đại thần thông đi. Thượng tọa Kiều Trần Như cùng 4 tỳ kheo hóa là một hang động lớn như hương sơn với 100.000 hoa sen. Trên mỗi hoa sen có 5 tỳ kheo ngồi kiết già, thân phát ra ánh sáng vàng, khiến cho toàn thân màu vàng, trang nghiêm khả ái giống như Di Lặc. Lại có hóa nhân tạo ra 18 sự biến hóa. Trong mỗi sự biến hóa có 18 tỳ kheo tạo 18 phép biến hóa thần thông
rất đáng xem. Bên trong có người thì nhập vào tá muội, bên trong có người thì đi kinh hành. Ánh sáng xoắn trở lại giống như núi vàng phát sinh những hoa báu. Tỳ kheo ở trong hang, thân tâm chẳng tán loạn, bay đến đại hội. Ngồi ở vị trí bên trên, Ức Tỳ Ca Diếp vật thân lên không trung, hóa làm 6 con rồng. Cuộn thân kết nhau làm tòa ngồi cho tỳ kheo. Ở trên tòa ấy, tôn giả tạo 18 phép biến hóa, bay đến đại hội. Hai người anh em dài da na đề, vật thân lên hư không, hóa làm hang đá lớn, nhập vào định hỏa quang, tạo 18 phép biến hóa này, mà bay đến đại hội. Đại đức Đại Ca Diếp mặc áo ngàn mảnh vải khép lại, tay bưng bình bát, giữ đúng uy nghi, chân bước vào hư không. Trong mỗi bước chân đều hóa ra mỗi cây báu. Dưới mỗi cây báu đều có vị hóa Ca Diếp đi kinh hành trong rừng cây và thực hiện 18 phép biến hóa cùng đến đại hội. Tôn giả Đại Trí Sa Lợi Phất vọt thân lên không trung, thực hiện 18 phép biến hóa. Trên thân phát ra ngàn ánh sáng mặt trời rực rỡ mà chẳng ngăn che nhau. Bên dưới thân phát ra ngàn phần trăng như trăng thu tròn vành vạnh khả ái. Tôn giả tạo 18 phép biến hóa rồi bay đến đại hội. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên vọt thân lên hư không, hóa làm 84.000 tòa sư tử. Mỗi con sư tử đều nhắm mắt phủ phục. Dưới đất trắng như tuyết, như núi tuyết. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên ngồi trên lưng sư tử ấy tạo 18 phép biến hóa mà đi đến đại hội. Tôn giả Ubali vọt thân lên hư không, ở trong hư không trải tọa cụ ngồi kiết già nhập vào tá muội từ. Cái lỗ chân lông của thân tôn giả tỏa ra ánh sáng vàng rồng. Tôn giả tạo 18 phép biến hóa mà đi đến đại hội. Tôn giả Đại Ca Chân Diên vật thân lên không trung, hóa là 15 vị Ma-ê Thủ La. Mỗi thiên tử cỡ một con trâu chúa mà trên đầu có nó mọc ra hoa. Tôn giả Đại Ca Chân Diên ngồi trên tòa hoa này, tạo 18 phép biến hóa, bay đến đại hội. Tôn giả Tu Bồ Đề vật thân lên hư không, biến mất trong vùng tối, chỉ nghe tiếng nói kệ như vậy. Tánh chân như mọi pháp, không ngã, không chúng sinh, cũng không tưởng dâm dục, giáo hóa ai tu hành. Các pháp vốn không tính, cũng không tướng nên tên gọi, ái nhiễm nên khởi dục, giáo hóa ai tu hành. Nói kệ đó rồi, tôn giả tạo 18 phép biến hóa, bay đến đại hội. Tôn giả A Na Luật vật thân lên hư không, hóa ra một vạn Phạm Vương, tạo các cung điện Phạm, tỳ kheo ngồi bên trong tạo 18 phép biến hóa, bay đến đại hội. Tôn giả La Hầu La và Tôn giả Nang Đà, hai tỳ kheo vật thân lên hư không hóa làm ngôi lầu báu. Tỳ kheo ngồi bên trong nhập vào thiền định sâu xa, tạo 18 phép biến hóa, bay đến đại hội. Như vậy, 1.250 vị tỳ kheo đều thể hiện biến hóa khác thường, cũng thực hiện 18 phép thần thông, bay đến đại hội. Bây giờ Đức Thế Tôn đem theo một mình Tôn giả A Nan vai mang tọa cụ, tay cầm kéo múc nước tắm. Đức Thế Tôn đi trước, A Nan theo sau. Tôi trong bình bát của Đức Phật có 6 đóa hoa sen. Mỗi hoa sen đều phóng ra ánh sáng màu vàng, chiếu soi nước xá vệ thành toàn một màu vàng. Trong kéo múc nước tắm có lá cờ lớn bằng vàng. Đầu lá cờ vàng ấy có 500 luồng ánh sáng. Mỗi luồng ánh sáng hóa ra 1.000 vị hóa Phật đầy đủ 32 tướng tốt. Bước chân lên hư không, bay đến đại hội. Vua Ba Tư Nặc và các đại chúng tung hoa đốt hương, đảnh lễ Đức Phật hàng trăm ngàn âm nhạc cõi trời, chẳng đánh tự trỗi lên ca ngợi vô lượng công đức của Như Lai. Vua Ba Tư Nặc quỳ gối chắp tay khuyến thỉnh Đức Như Lai hóa độ giám nữ. Đức Phật ngồi trên tòa hoa với các đại chúng lượt nói về khổ không vô thường, các ba la mật, các giám nữ chẳng nhận sự giáo hóa. Trong số ấy có một giám nữ tên là Khải Ái, bảo các giám nữ rằng: Sa môn Cù Đàm, bản tánh vô dục, người ta nói ông chẳng phải là đàn ông, nên ở trong chúng diện nói khổ không cho ba dục là bất tịnh. Nếu ông ấy có thân đầy đủ thì ở trong đại chúng nên bỏ xấu hổ với bọn nữ kiền tử, bày thân ra cho chúng ta xem xét. Nếu ông có tướng này thì chúng ta chịu quy phục làm đệ tử ông ấy. Nếu không có tướng này, nói bất tịnh là hư dối. Người không có căn này, tính vô dục thì làm sao chẳng nói dục là bất tịnh. Khi nói lời đó, Như Lai hóa là một con voi như con voi báu của Chuyển Luân Thánh Vương. Giữa hai chân voi mọc ra một đóa hoa trắng, giống như căn vật của voi.
dần dần dài chống đất. Các giám nữ thấy rồi vui mừng cười lớn, đều nói với nhau rằng Sa môn giỏi huyền thuật mới hóa làm cái của này. Đức Phật lại hóa làm hình dáng một ngựa chúa, bày ra mã vương tàng giống như ống lưu ly thòng xuống đến gối. Các giám nữ thấy rồi thì chúng cho là huyễn hóa. Phu nhân Mạc Lợi thấy hóa tướng này thì bạch với các vị tỳ kheo ni và các ưu bà di rằng: chúng ta, những người nữ, đều nên đều lui trở về đi. Lời nói của bọn giám nữ chẳng nên nghe ngóng. Đức Thế Tôn đại từ nên muốn hóa độ chúng, nhất định còn làm nhiều biến hóa dị thường nữa. Chúng ta nên tránh lễ Phật mà lui thôi. Đức Phật bảo A Nan rằng: ông hãy bảo vua Ba Thiên Đạt và các tỳ kheo đều tự đi chơi đi. Vua Ba Thiên Đạt bạch các đại đức rằng: Đức Như Lai đại từ muốn giáo hóa giám nữ, nên tất cả chúng ta nên đi chỗ khác. Nói lời đó xong, vua lui bước mà đi, chỉ còn 1.250 tỳ kheo đứng hầu sau Đức Phật. Đức Phật bảo Tôn giả Kiều Trần Như: hãy đem đồ chúng của ông vào trong trường mà kinh hành. 500 vị tỳ kheo do Tôn giả Đại Trí Xá Lợi Phất đứng đầu, có đứng chắp tay hầu bên trái, bên phải Đức Phật. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: ông cũng tùy ý cùng với các luận sư luận giảng những điều cần yếu. 500 vị tỳ kheo theo sau Tôn giả Xá Lợi Phất vào trong rừng hoa, vì vua Bà Tư Nạc lại nói bốn đế, chỉ còn Tôn giả A Nan ở lại. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan rằng: ông để lại tọa cụ cho ta, rồi ông cũng nên đi. Nói lời đó xong, lúc đó Đức Thế Tôn một mình đi đến chỗ giám nữ. Lúc đó các giám nữ thấy Đức Phật còn một mình thì lớn tiếng cười bạch rằng: thưa Sa Môn, ông có nam căn không vậy? Đức Phật nói rằng: ta đầy đủ nam thân, là đại trượng phu. Các giám nữ nghe rồi che miệng mà cười. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn trải tọa cụ, thân đất kim cang hóa làm cái giường vàng, bày báu làm chân giường ở bên dưới tọa cụ. Đức Phật ngồi trên giường vàng tọa cụ ấy, xếp áo tăng già lê, vạch tăng kỳ chi, bày chữ vàng ở ngực cho giám nữ nhìn thấy. Các giám nữ nhìn thấy chữ như trăm ngàn nam tử mạnh mẽ, tướng người lạ lùng rất vừa lòng họ. Đức Phật lại vạch nê hoàng tăng. Họ thấy thân thể Đức Phật hầu hết đều đầy đặn, có ánh sáng màu vàng giống như ngàn mặt trời. Các giám nữ thấy rồi đều nói rằng: ông Cù Đàm là người không có thân căn. Đức Phật nghe lời này thì như phép mã vương dần dần xuất hiện. Khi mới xuất hiện giống như thân căn của đứa trẻ 8 tuổi, dần dần lớn lên như hình dạng của người thiếu niên. Các giám nữ thấy rồi đều vui mừng. Má âm tàng dần dần lớn lên như tràn hoa sen, trong mỗi tầng có trăm ức hoa sen, mỗi hoa sen có trăm ức màu sắc báu, trong mỗi màu sắc có trăm ức vị hóa Phật, mỗi vị hóa Phật có trăm ức Bồ Tát và vô lượng đại chúng làm tỷ giả. Các vị hóa Phật khác miệng đồng lời, do trách tội lỗi ác dục của các giám nữ mà nói kể rằng: nếu có các nam tử tuổi 16-15, cương tráng nhiều sức lực, nhiều như các sông Hằng, đem cung cấp giám nữ, giây lát chẳng thỏa lòng. Các cô gái nghe lời này xong, lòng vô cùng xấu hổ áo não, ngã lăn ra đất, giơ tay vỗ đầu mà nói rằng: thằng ôi, vì ái dục mới khiến cho các đức Phật nói lên việc thế này. Chúng ta ban tâm ác, đắm nhiễm ái dục nhờ ế, chẳng biết là khổ nạn mới khiến cho các đức Phật nghe sự tệ ác như thế này, giống như lửa mạnh thiêu đốt chúng ta. Khi nói lời đó, họ thấy trong hư không tất cả các vị hóa Phật, vì tất cả các giám nữ nói về phép quán bất tịnh, đó là 9 tưởng, 10 tưởng, 30 tưởng và phép quán hơi thở. Các cô gái nghe nói pháp quán bất tịnh thì ưa thích pháp, ưa thiền định, chẳng muốn ái dục nữa. Bây giờ, Đức Thế Tôn thu ánh sáng nơi thân lại, ngồi ngay ngắn trên giường vàng. Đại chúng phân tập trở lại chỗ Đức Phật. Vua Ba Tư Nạc bạch rằng: bạch Thế Tôn, Đức Như Lai ra đời đem lại nhiều lợi ích mới. Ở chỗ này hiện ánh sáng lớn, huống là vô lượng công đức của những phần thân khác. Tất cả chư thiên ở trong hư không cũng ngợi khen trăm ngàn phạm hạnh của Đức Như Lai,
phạm hạnh Thiên Lai mới được như thế này. Mã âm tàn, thù thắng, lạnh mất không xứ sở. Hiển bày ra hoa vàng với vô số vị hóa Phật, đó là phước báo công đức cao vời của việc trì giới. Những cô gái nghe lời nói này rồi, 4.000 cô gái phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, 2.000 người sa lịch trần lìa cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, 2.000 người vào đời vị lai qua 12 kiếp, lần lượt sẽ được đạo Bích Chi Phật. Ông trưởng giả Như Lưu Đạt thấy Đức Phật thị hiện, hóa độ những cô gái ác ma, khen rằng hay thay, hay thay. Đức Như Lai xưa phá quân ma 3 tuần, nay hóa độ những cô gái, cùng với việc xưa không khác. Khi tướng này hiện thì vô lượng chư thiên phát tâm Bồ Đề. Những tướng sĩ nhà vua Ba Tư Nạc đem theo có 500 người cầu Phật xuất gia, thì râu tóc tự rụng, áo đang mặc trên thân biến thành áo kasa, ngay tức thời được đạo A-la-hán. Lúc đó đại chúng thấy được mà âm tàng, lòng hoan hỷ, trừ được tội sinh tử 50 ức kiếp. Họ đảnh lễ Đức Phật lui ra. Đức Phật bảo A Nan rằng: Lúc trước ta an cư vào mùa hạ, nước Ba La Nại có một lầu bán dâm. Trên lầu có cô gái tên là Diệu Ý. Ngày xưa đối với Phật nàng có nhân duyên sâu nặng. Ta cùng với Đan Đà và ông đi đến nhà dâm nữ này, ngày ngày khất thực. Cô gái này đối với ta chẳng từng cung kính, mà đối với Đan Đà lại sinh tâm ái nhiễm. Đã qua 7 ngày, lòng cô gái nghĩ rằng Sa Môn Cồ Đàm nếu có thể sai Nan Đà hay A Nan đến, thì ta nguyện rằng ta sẽ đem đủ thứ cúng dường cho Sa Môn. Đức Phật bảo A Nan và Nan Đà rằng: Các ông từ ngày hôm nay chớ đi đến thôn đó nữa. Đức Thế Tôn một mình cầm bát mà đi. Đức Thế Tôn đến chỗ lầu có người con gái, từ 1 ngày đến 3 ngày phóng ra ánh sáng màu vàng giáo hóa những trời người, nhưng cô gái này chẳng giác ngộ. Ngày hôm sau, Đức Thế Tôn lại đem theo A Nan và Đan Đà đi đến dưới lầu. Dâm nữ ái kính, hai vị tỳ kheo đến từ xa đem mọi thứ hoa tung xuống Đức Phật và hai vị tỳ kheo. Tôn giả A Nan bảo rằng: Ngươi nên đảnh lễ Đức Phật. Cô gái yêu kính A Nan nên liền đảnh lễ. Bấy giờ Đức Thế Tôn hóa ra 3 thiếu niên, tuổi đều 15, diện mạo tuấn tú hơn tất cả mọi người ở thế gian. Người con gái này thấy rồi thân tâm hoan hỷ, và nhẫn hóa thiếu niên thiếu đâm vấp dêu xuống đất kính lễ các thiếu niên mà bạch rằng: Thưa trượng phu, nơi nhà này của tôi như cõi trời công đức phước lực tự tại các vật báu trang nghiêm, tôi nay đem thân này cùng với nô tỳ dâng lên trượng phu, có thể đủ nâng khăn sửa túi cho chàng. Nếu chàng có thể đoái hoài thu nạp theo ý nguyện của tôi, thì tất cả tôi đều cung cấp cho chàng không gì luyến tiếc. Nói lời đó rồi, chưa kịp hết bữa ăn, người con gái đã đến gần thưa rằng: Thưa trượng phu, nguyện xin tỏa ý của tôi. Hóa nhân đồng ý theo sở dục của mình. Cô gái đã cận kề rồi, một ngày một đêm lòng chẳng chán mệt. Khi đến 2 ngày, tâm ái dứt dần. Đến ngày thứ ba thì người con gái bạch rằng: Trượng phu nên dạy ăn uống. Hóa nhân liền dạy, nhưng quấn quýt chẳng thôi. Người con gái xin chán chường hối tiếc nói rằng: Người trượng phu khác thường mới như vậy. Hóa nhân bảo rằng: Phép đời trước của ta, phàm cùng con gái thông giao phải qua 12 ngày mới ngưng nghỉ. Người con gái nghe lời nói này như người mắc nghẹn, nhả ra chẳng được, nuốt vào chẳng xong, thân thể đau khổ như bị chày giả. Đã đến 4 ngày thì như bị xe nghiến, đến ngày thứ năm thì như hòn sắt vào thân thể, sang ngày thứ sáu thì mọi chi tiết đều đau như tên bắn vào tim. Cô gái nghĩ rằng: Ta nghe người ta nói con vua Tịnh Phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ thân màu vàng tía với 32 tướng tốt, thương xót kẻ mù tối, cứu tế người khổ sở, luôn ở thành này thường làm phước khánh phóng ra ánh sáng màu vàng cứu giúp tất cả mọi người. Hôm nay tại sao ngài chẳng đến cứu ta? Nghĩ tới rồi, nàng áo não tự trách rằng: Ta từ ngày hôm nay cho đến trọn đời nhất định chẳng tham sắc dục nữa. Ta thà cùng với cọp sói, sư tử, ác thú ở chung một hang, chẳng tham sắc dục, chịu sự khổ não này. Nói lời đó xong, nàng trở dậy ăn uống.
đi ngồi chung đụng mà không thể đòi hỏi gì được nữa. Hóa Nhân cũng nổi giận la lên rằng: "Này ma nữ tể, ngươi đã phế bỏ sự nghiệp của ta, ta đây chung với ngươi giao hợp thân thể một chỗ, chẳng bằng như chết sớm. Nếu cha mẹ bà con đến tìm thì ta biết trốn vào đâu. Ta thà chết đi, chẳng cam chịu nhục." Cô gái nói: "Này đồ tể ác, ta chẳng cần, ngươi muốn chết thì tùy ý." Khi Hóa Nhân lấy dao đâm vào cổ, máu chảy lênh láng bôi bẩn thân thể cô gái, lăn lộn dưới đất, cô gái chẳng thể tự kiềm chế, cũng chẳng tránh khỏi. Thê chết qua 2 ngày, xanh sình thối đen, 3 ngày thì trương phình lên, 4 ngày thì tan rửa ra, với nước đại tiểu tiện và các ác trùng, vung vãi những vụn, những máu mủ rây rết giàn giụa thân cô gái. Cô gái rất chán ghét mà chẳng được thoát khỏi. Đến ngày thứ 5 thì da thịt rã rần, đến ngày thứ 6 thì thịt đều rơi ra hết. Đến ngày thứ 7 thì chỉ có bộ xương thối mà như keo sơn dán chặt vào thân cô gái. Cô gái phát thề nguyền rằng: "Nếu các thiên thần cùng với thiên tiên nhân, con vô tịnh phạn, có thể miễn khổ cho tôi thì tôi đem tất cả trân bảo của nhà này để dâng cúng hết." Khi cô gái khởi ý niệm đó, thì Đức Phật đem Tôn giả A Nan và Nan Đà đi theo. Ở trước có Đế Thích bưng lò hương báu đốt hương thơm vô giá. Ở sau có Phạm Vương nâng lọng báu lớn, vô lượng chư thiên tấu lên kệ nhạc cõi trời. Đức Phật phóng ra ánh sáng chiếu soi trời đất. Tất cả đại chúng đều thấy Đức Như Lai đi đến lầu của người con gái này. Người con gái thấy Đức Phật lòng rất xấu hổ, không chỗ che giấu bộ xương, đang lấy những miếng vải trắng và mọi thứ hương thơm nhiều không lường gói bọc bộ xương thối, nhưng mùi thối vẫn như cũ, chẳng thể che giấu. Người con gái thấy Đức Thế Tôn đang đảnh lễ, do xấu hổ nên thân ánh lên trên xương, xương thối bỗng nhiên ở trên lưng người con gái. Người con gái vô cùng xấu hổ rơi nước mắt mà nói rằng: "Đức Như Lai công đức từ bi không lường, nếu có thể giúp con lìa khỏi sự khổ này thì con nguyện làm đệ tử, lòng nhất định chẳng thoái lui." Do thần lực của Đức Phật nên bộ xương thối biến mất. Người con gái vô cùng vui mừng đảnh lễ Đức Phật mà bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con đem tất cả đồ trân quý cúng dường Đức Phật." Đức Phật vì người con gái chú nguyện bằng phàm âm lưu loát. Cô gái nghe lời chú nguyện, lòng rất vui mừng, tức thời được đạo Tu Đà Hoàn. 500 người hầu nữ nghe âm thanh của Đức Phật đều phát tâm cầu đạo Vô Thượng Bồ Đề. Vô lượng phạm chúng thấy thần biến của Đức Phật, liền đạt được pháp nhẫn vô sinh. Những thiên tử của Đế Thích dẫn theo, cho có người phát tâm Bồ Đề, có người được quả A-la-hán. Đức Phật bảo Tôn giả A-nan rằng: "Trước đây khi ta mới thành đạo ở bên dòng sông Hy Liên cạnh thành Già Gia, có 5 người ni kiện. Người ni kiện thứ nhất tên là Tát Xà Đa với 500 đội chúng, 4 người khác đều có 250 đệ tử. Các người ni kiện đều tự xưng là đắc đạo. Họ đến chỗ của ta dùng nam căn quấn quanh thân 7 vòng. Đến chỗ của ta họ trải cỏ mà ngồi rồi nói rằng: Này ông Cù Đàm, ta vô dụng nên được thành tựu tướng phạm hạnh, nam căn của ta mới có thể như thế này. Như trời tự tại, ta có thần thông hơn hẳn Sa Môn 10.000 vạn lần. Sa Môn làm một, ta làm hai. Tức thời ở trong đất hóa là một cây lớn, rồi dùng thân căn của mình quấn quanh cây đến 7 vòng, khiến cho cây mây mù như hơi khí của vô rồng. Rồi hắn giơ tay lớn tiếng kêu lên rằng: Này ông Cù Đàm, việc tướng phạm hạnh của ta chứng nghiệm như thế này, ông tự xưng là nam tử, nói là đại trượng phu, ta lấy gì làm chứng đây? Bây giờ Đức Thế Tôn hóa làm cái cùm báu, hai đầu cùm báu có 14 vạn hạt ngọc, mỗi hạt ngọc sáng có 1.000 ánh sáng, mỗi ánh sáng hóa thành hóa Phật, tạo ra 18 phép biến hóa đứng giữa hư không. Đức Thế Tôn hiện hóa đứng lộn ngược trong hư không, chân ở trên cùm, hai chân Đức Phật hiện ra 1.000 hoa sen, mỗi hoa sen có vạn ức ánh sáng, trong mỗi ánh sáng có 100 ức đài báu, trong mỗi đài báu có vô số vị hóa Phật. Mỗi một vị hóa Phật đều thu một chân giống như ống lưu ly khiến cho chân biến mất. Tất cả các vị hóa Phật và Đức Thích Ca Phân đều treo một chân, đứng lộn ngược trong hư không,
chỉ có các ni kiền là Đức Phật đứng lộ ngự. Còn vô lượng trời rồng, tám bộ quỷ thần thì thấy Đức Phật Thế Tôn an tọa nơi giảng đường, diễn bày đại pháp, đó là pháp vô tướng, vô ngã. Ở trong hư không có tiếng bảo các ni kiền rằng, Đức Phật đã làm một, ngươi hãy làm hai đi. Các ni kiền liền tự ném mình vọt lên, bám lấy cành cây, ôm cây mà đứng. Dù cho dùng hết pháp thuật ni kiền, họ chẳng thể đứng lộn ngược. Tăng cái hiện thân dùng tay tát tay chúng và mắng rằng, này mấy người điên, các người loài trùng nhỏ mà dám cùng với vua thú sư tử đánh nhau. Ngươi dám kêu lớn, nếu Phật làm một, ta sẽ làm hai. Đức Phật nơi đây trụ ở đại thần thông lực, sao ngươi chẳng làm được gì cả? Thân cây mắng rồi, thần đất cứng chắc liền từ dưới đất hiện ra đứng giữa hư không, dùng khóa sắt lớn khóa chân ni kiền treo ngược trong hư không. Có năm quỷ già xoa dùng gậy đánh đập, ni kiền đã quá tự kéo rơi xuống đất. Trong thời gian chưa đến đất, có một ni kiền xưng lên, Nam Mô Phật. Đức Thế Tôn đưa tay tiếp lấy ni kiền, khiến cho thân hắn chẳng đau đớn. Cái ni kiền đã đến đất rồi thì lòng canh cát chẳng thôi, đã nói với thần đất rằng, ông không lòng từ thiên vị ông Cụ Đàm, ông phạm tội đời trước nên chịu thân giả xoa ở dưới đất này, ngày nay lại không có từ ái đều khắp, chỉ vì ông Cù Đàm mà làm khốn khổ chúng tôi. Thần Song Hằng bay đến trụ giữa hư không, tay cầm đá lớn bảo rằng, này Ni Kiền, ngươi như người si dại ăn uống phân trâu, cho đá bôi đầu khiến cho tóc rụng rơi, trần truồng không xấu hổ, giống như lừa ngựa cũng như con rồng nghèo khốn chẳng thể thấm nhuần được lợi ích để gì. Đức Như Lai là mặt trời Phật chiếu soi khắp tất cả, người hôm nay sao còn đem tấm thân đen tối mà tranh sáng cùng vầng mặt trời. Khi ấy thần sâu nói lời đó rồi khuyến tịnh Đức Thế Tôn thu phục các ni kiền. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các ni kiền rằng, các ngươi chẳng biết nam căn của Như Lai, nếu ai muốn thấy thì tùy ý quan sát đi. Như Lai nhiều kiếp tu hành phạm hạnh, lúc tại gia không có tưởng tà dục, lòng chẳng nhiễm lụy nên được phước báo này. Giống như con ngựa báu ẩn hiện không lường, nay ta vì các ngươi sẽ hiện một phần nhỏ của nam căn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ trên hư không xuống, liền hóa ra bốn dòng nước ở trên mặt đất, giống như bốn biển lớn. Trong bốn biển có núi Tu Di, Đức Phật ở dưới núi, thân nằm ngửa ngay ngắn, phóng ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng ấy rực rỡ, chói mắt chư thiên, rồi từ từ hiện ra mã âm tàng, quấn qua núi bảy vòng. Như hoa sen vàng, từng hoa tiếp theo nhau, lên đến cõi phạm thế. Từ thân Đức Phật hiện ra một ức vô số hoa sen bằng nhiều cho bóng, giống như lá cờ hoa che phủ mã âm tàng. Cờ hoa sen này có 10 ức tầng, mỗi tầng có 100.000 vô lượng vị hóa Phật, mỗi vị hóa Phật có 100 ức Bồ Tát và vô số tỳ kheo làm thị giả. Các vị hóa Phật phóng ra ánh sáng soi chiếu các cõi khắp 10 phương. Cái ni kiền thấy rồi, rất kinh sợ, lòng khuất phục nói rằng, tướng phạm hạnh của Đức Phật đến như thế này thì chẳng thể nghĩ bàn. Hình dáng chẳng xấu xí, giống như hoa sen, còn xin đảnh lễ biển công Đức Phật. Trí Phật vô biên, chẳng thể cùng tận, xin Đức Phật nhận sự sám hối của con, cứu giúp chúng con. Nói lời nói này xong thì 500 ni kiền chắp tay vòng tay quỳ gối sát đất cầu Đức Phật xin được xuất gia. Đức Phật dạy rằng, Thiện Lai Tỳ Kheo, Đức Phật bảo tôn giả Ca Diếp chuẩn bị y phục cho họ. Ca Diếp lúc ấy đến chỗ tiên nhân bảo các vị đại tiên rằng, ngày nay Đức Thế Tôn hàng phục các ni kiền, xin tiên sĩ bố thí cho một ít quần áo. Các tiên nhân chọn lấy vỏ cây tốt, lá cây đa la, các mây làm áo. Thầy của các tiên nhân tên là Quang Mục chắp tay vòng tay bảo các đệ tử rằng, Đức Phật phước đức vô lượng, toàn nguyện rộng lớn khắp cùng mới giáo hóa những người tà kiến này. Ta phải chuẩn bị quần áo cung cấp cho những kẻ trần truồng, họ cũng kính ngồi Phật bảo, đáng được thoát khỏi các khổ. Nói lời này xong, họ theo sau tôn giả Ca Diếp đến chỗ Đức Thế Tôn. 500 thiên nhân thấy đài hoa sen từ thân Đức Phật hiện ra như các hoa sen vây quanh núi Tu Di, lên đến cõi phạm thế.
Những tiên nhân thấy việc này rồi, vui mừng chắp tay kính lễ Đức Thế Tôn. Quan sát kỹ Đức Thế Tôn, mắt chẳng tạm rời, thấy ánh sáng tướng Bạch Hào. Vùng chân mày của Đức Phật uyển chuyển xoay về bên phải và thấy tất cả mọi tướng của thân Đức Phật. Họ suy nghĩ tướng này tốt, nhất định từ đời trước Ngài không lệ thuộc, không chấp thủ, không ngã, không tạo tác, không tâm, không thức, không người, không vật, không cho, không nhận. Đàn na ba la mật thanh tịnh mà sinh ra. Tướng ấy cũng do đại trí tuệ bát nhã ba la mật nhất thiết bình đẳng vô tướng sinh ra. Khi tư duy nghĩa đó xong, chư vị liền chứng được pháp nhẫn vô sinh, 500 ni kiền, mặt tăng già lê đảnh lễ Phật, khoảnh khắc chưa ngẩng đầu lên, tức thời đã được đạo A-la-hán dưới 36 thông, đủ 8 giải thoát. Mỗi ni kiền thề nguyện sẽ độ 500 ni kiền. Khi tướng này hiện, vô lượng chúng trời rồng dạ xoa thấy quả báo phạm hạnh thanh tịnh của Đức Phật, tân tâm hoan hỷ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật bảo A Nan rằng, sau khi Phật diệt độ chúng trời rồng, chúng dạ xoa, chúng sa môn, chúng bà la môn, có hỏi Đức Thế Tôn thọ đời quá khứ thanh tịnh vô dục, tu những phạm hạnh được quả báo gì, thì ông phải đáp rằng Đức Phật có tướng mã vương tàn cùng với thân bằng phẳng, bảy chỗ đầy đặn như đồ kim cương, trong ngoài đều thanh tịnh, vì hóa độ chúng sinh đã xuất hiện tướng này, ánh sáng hóa Phật, mây hoa sen vi diệu số ấy không lường. Thân như thế này được sinh ra từ vô số đời vô nhiễm yên ổn, thọ trì hoàn hảo giới tuệ thi la ba la mật. Đức Phật bảo A Nan, sau khi Phật diệt độ những đệ tử của Phật, nếu muốn quán tướng mà âm tàng của Như Lai phải quán tưởng như thế. Người quán như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi gọi là tà quán. Sau khi Phật diệt độ các đệ tử của Phật, nếu có người giữ chánh niệm tư duy tướng phạm hạnh của Phật, ánh sáng của hóa Phật, thì thường ở trong mơ được thấy các đức Phật ở mười phương. Người này đời đời luôn tu phạm hạnh, tiêu trừ tội sinh tử trong 20 vạn kiếp. Khi Phật nói tướng này, 8.000 dạ xoa trong chúng dạ xoa thân tâm hoan hỷ, khen ngợi đức hạnh không lường của Đức Như Lai và liền phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Phật thuyết Quán Phật Tam Muội Hải Kinh, quyển 8.